Bài tin mừng ngày hôm nay có một chi tiết rất là đặc biệt, đó là người bị bại liệt này đã bị liệt trong vòng 38 năm. Có ai biết là tại sao anh ta bị liệt như vậy không? Không ai biết cả, không có câu trả lời. Nhưng dựa vào lời của Chúa Giêsu nói với anh ta trong đền thờ: này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa kẻo lại phải khốn hơn trước. Thì chúng ta biết rằng anh ta này bị bại liệt không phải là vì anh ta sinh ra lại bị bại liệt, nhưng mà anh ta đã phạm một cái tội gì đó cho nên anh ta bị bại liệt. Ở trong quá khứ anh ta đã phạm tội gì đó cho nên anh ta mới phải nằm 38 năm như vậy. Cho nên Chúa Giêsu mới nói này: anh được khỏi bệnh rồi, đừng phạm tội nữa kẻo lại phải khốn hơn trước. Ngày xưa chắc là không có xe để mà đua, nhưng mà có thể anh ta đua xe ngựa, rồi có thể anh ta nghĩa là leo mái nhà rồi bị gãy cột sống chẳng hạn, hoặc là có thể anh ta đánh lộn rồi bị kẻ thù đánh cho bị liệt luôn. Nhưng mà cái điều quan trọng không phải là cái chỗ anh ta bị bệnh gì. Điều quan trọng mà tôi muốn nói ở đây đó là chính anh ta đã là nguyên nhân gây ra cái bệnh bại liệt, khiến anh ta phải nằm một chỗ 38 năm. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ có thể nói là khủng hoảng và bi đát nhất trong lịch sử của cuộc đời của chúng ta nói riêng và của thế giới này nói chung. Rất là nhiều người đang lo lắng, sợ sệt và hoảng loạn vì cái con coronavirus này. Có không ít người cho rằng đây là sự trừng phạt của Thiên Chúa. Lý do là bởi vì người ta kiêu căng quá, người ta ỷ lại sức mình, người ta ỷ vào trí khôn ngoan của họ, họ ỷ vào sức mạnh quân sự, họ ỷ vào là họ giàu có. Cho nên họ đã loại trừ Thiên Chúa ra khỏi trường học và họ leo lên trên ghế của Thiên Chúa để ngồi, giống như là chủ tịch của Trung Quốc, đó là Tập Cận Bình. Rồi ở khắp nơi trên thế giới này, người ta phạm cái tội tay trời, đó là phạm tội giết các thai nhi, phá thai, rồi trục thai, rồi nghĩa là ủng hộ cho vấn đề đồng tình luyến ái, rồi nghĩa là phỉ báng Thiên Chúa. Và rất nhiều người Công giáo coi thường các bí tích, bỏ ngoài tai lời của giáo huấn của giáo hội. Biết rõ ràng giáo huấn của giáo hội là người Công giáo không được phá thai, nhưng mà họ vẫn ủng hộ phá thai, vẫn bỏ phiếu cho những là ứng cử viên mà công khai ủng hộ phá thai nữa. Họ bất chấp là bởi vì họ cần tiền. Họ nghĩ rằng những người đó sẽ đem lại cho họ giàu có, đem lại cho họ những cái mối lợi này, mối lợi kia. Cho nên họ bất chấp luật của giáo hội, nghịch lại nghĩa là điều răn của Chúa. Anh chị em có nghĩ như vậy không? Tôi không nghĩ như vậy. Bởi vì Thiên Chúa không có ác vậy đâu anh chị em. Thiên Chúa không có trừng phạt chúng ta. Nhưng mà cái lý do mà những cái tai ương hoạn nạn, những cái bất hạnh đau khổ đó là do chính con người ta gây ra. Cũng giống như anh chàng mà bị bại liệt ngày hôm nay ở trong bài tin mừng, anh ta đã gây ra cái bệnh bại liệt của anh ta, chứ không phải là tại vì Thiên Chúa. Chủ nhật vừa qua chúng ta vừa mới nghe bài tin mừng. Rất nhiều người nói rằng là cái anh mù đó là bởi tội của anh ta hay là cha mẹ của anh ta cho nên mới là bị như vậy. Thưa anh chị em, Thiên Chúa là đấng nhân hậu từ bi, Ngài không bao giờ trừng phạt chúng ta, mà những cái mà tai ương hoạn nạn đó là do con người gây ra mà thôi. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là tôi trồng marijuana, tôi đi buôn bán xỉ ke ma túy, tôi chích rồi tôi hút, rồi sau đó con của tôi lãnh những cái hậu quả đó, nó bệnh tật, rồi nó bắt chước, nó nghiện ngập. Nó là do lỗi của tôi chứ đâu phải của Chúa. Thế nên không có thể nào đổ tội cho Chúa. Tại sao Chúa lại để con như thế này? Tại sao con của con lại bị như thế kia? Rồi tôi đi làm như điên vậy, làm 7 ngày một tuần, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm Chủ nhật, làm đến vỡ mật ra mới thôi. Làm như cái máy, không ăn, không ngủ, đúng giờ, đúng giấc. Rồi lúc đó cơ thể của tôi bị suy sụp, tinh thần của tôi nữa là cũng ra bại hoại hết. Rồi lúc đó vợ chồng chán nhau, rồi con cái hư hỏng, rồi chúng nó bỏ học. Lúc đó tôi quay ra tôi đổ tội cho Chúa, đâu có được. Chúa đâu phải là nguyên nhân gây ra những cái đau khổ đó. Và xã hội mà chúng ta đang sống ngày hôm nay, người ta đua nhau ra, người ta bỏ tiền ra để đầu tư vô về những cái gọi là nghiên cứu về vũ khí hóa học, rồi vũ khí sinh học, rồi vũ khí nguyên tử. Người ta tạo ra những cái thứ vi trùng để tiêu diệt lẫn nhau. Và ngày hôm nay người ta đang nghi ngờ rằng, và người ta đang điều tra, rất có thể cái con virus corona này, mà người ta gọi cái tên khác là virus Vũ Hán đó, nó là sản phẩm của Trung Cộng. Nhưng mà đây mở ngoặc, những cái gì Trung Quốc nó làm ra cũng dồn hết, có mỗi cái con virus này sao nó bền thế mới là lạ.
Rồi bây giờ người ta đổ tội cho Chúa, đâu có được. Chúa không phải là nguyên nhân gây ra những đau khổ này, mà là do chính chúng ta. Thưa anh chị em, qua bài tin mừng ngày hôm nay, tôi học được một bài học. Đó là cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó hết. Mà cái nguyên nhân của đau khổ, nguyên nhân của bất hạnh, nguyên nhân của những cái phiền não trong cuộc đời mà mỗi người chúng ta đang phải gánh chịu, đó là do chính chúng ta. Thiên tai, bão lụt, bệnh tật, động đất, chiến tranh là do con người ta tạo ra, chứ không phải là do Thiên Chúa. Cho nên đừng trách Thiên Chúa. Nếu cơn đại dịch này qua đi, và tôi chắc chắn, tôi cầu mong như vậy, cơn đại dịch này nó qua đi, thì ước mong rằng mỗi người chúng ta, rồi những nhà lãnh đạo ở các cấp chính quyền, chính phủ của các quốc gia, hãy ghi nhớ lời của Chúa Giêsu hôm nay là: đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn khó hơn trước. Nên chúng ta cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta hiểu được điều đó, và đừng bao giờ chúng ta trách Chúa. Tiện ở đây tôi cũng xin thưa với anh chị em đang ở tại Oregon, tiểu bang đã ban cái lệnh gọi là stay home and stay healthy, thay vì gọi là shelter in place. Nhưng nội dung nó còn nghiêm khắc hơn là bên Cali. Có nghĩa là ai ra ngoài đường mà tụ tập đông đảo, hoặc là người ta nghĩa là bắt được mình là đang nghĩa là nhậu nhẹt hay nọ kia, sẽ bị phạt mỗi một người 1,250 đồng và ở tù 30 ngày. Vì thế cho nên xin anh chị em, nhất là những người trẻ ở nhà, ai ở đâu ở đó, đừng có đi lung tung lang tang. Đi chợ và đi ra ngoài tiệm thuốc tây thì ok, đừng có đi tụ năm túm ba, đừng có nghĩa là buồn quá rồi nghĩa là hò nhau rồi nghĩa là tụ tập ở đâu đó, hàng xóm mà nó gọi cảnh sát tới là mất toi tiền nha. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những gia đình đang đau khổ vì có người bị nhiễm coronavirus, cho những bệnh nhân đang bị cách ly, mà không phải là vì họ bị coronavirus, nhưng mà những người ở trong giáo xứ của chúng ta chẳng hạn, vì bị bệnh, bị mổ ở trong bệnh viện, bây giờ phải nằm. Chúng ta cầu nguyện cho họ. Rồi các cụ, các ông, các bà đang ở trong nursing home, hoặc là trong những cái nơi mà em xin anh chị em cầu nguyện cho những em chị em dự tòng. Anh em đừng sợ những người có thể giết được thân xác của mình, mà hãy sợ đấng mà có thể giết được cả linh hồn lẫn thân xác. Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, lời của Chúa nhắc cho chúng ta là đừng sợ những người ở đời này, nhưng mà trong thực tế chúng ta lại rất sợ những người đời này hơn là sợ Thiên Chúa. Anh chị em đồng ý không? Dạ vâng, nên mời lên trên này. Nhiều người không có sợ Thiên Chúa, đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác, cho nên họ mới liều mạng ăn ở với nhau, chẳng cần phép đạo, cũng chẳng cần phép đời, cứ hạp nhãn, cứ hạp khẩu, hạp tính là dọn vào chung sống. Cái điều đó chứng tỏ là họ không sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác. Nhiều người không có sợ đấng ở trong đấng kín đáo có thể thấu suốt hết những gì là kín đáo, cho nên họ cứ lén lút quan hệ bụng trộm, mèo chuột, rồi bồ nhí kép nhí, cứ dán mắt vào những cái phim ảnh, những cái hình ảnh dâm ô ở trong khách sạn, ở trong phòng ngủ, ở trong những nơi mà họ tưởng là kín đáo nhất, không ai biết. Và có những người không có sợ Chúa là đấng công bình khi Ngài tuyên án liêm chính, khi xét xử. Trong ngày phán xét, Thiên Chúa sẽ thưởng, sẽ phạt mỗi người chúng ta tùy theo những việc chúng ta làm. Có những người không có sợ như vậy, cho nên cứ tỉnh bơ đi coi bói, rồi thờ ngẫu tượng, rồi chơi bùa ngải, tin dị đoan, ngừa thai, phá thai, giết người êm dịu, gian dối, rồi buôn bán xỉ ke ma túy, hãm hại nhau, vân vân và vân vân. Cho nên hôm nay trong buổi chia sẻ hôm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều này. Thứ nhất đó, chúng ta coi về cái yếu tố sợ hãi. Sợ hãi nó một yếu tố rất tự nhiên, là một cái gì đó rất là căn bản ở trong tâm lý của mỗi con người. Nó là một cái tâm lý căn bản mà trong con người ai ta cũng có. Thứ hai là chúng ta sẽ coi thử xem là những cái điều mà chúng ta hay sợ đó, chúng ta có đáng để sợ hay là không. Và cuối cùng đó là chúng ta coi thử là những gì mà chúng ta đáng phải sợ. Bây giờ trước tiên tôi xin trích giáo lý toát yếu công giáo số 370 để anh chị em thấy rằng sợ hãi là một trong những cái gì đó rất căn bản của con người. Số 370 giáo lý giáo hội công giáo dạy như thế này: đam mê là những cảm xúc, những rung động hay những chuyển biến của sự nhạy cảm. Đó là những yếu tố tự nhiên của tâm lý con người. Chúng thúc đẩy con người hành động hay không hành động theo điều được cảm nhận là tốt hoặc xấu.
những đam mê căn bản của con người. Anh chị em nghe kỹ, giáo lý Công giáo số 370 dạy chúng ta, những đam mê căn bản của con người là yêu và ghét, ước muốn và sợ hãi, vui buồn và giận dữ. Sợ hãi là một cái gì đó nó rất căn bản trong mỗi một con người chúng ta. Vì thế cho nên khi chúng ta cảm thấy sợ là cái chuyện rất bình thường. Anh chị em để ý ở trong Kinh Thánh, ai là cái người mà sợ mà chúng ta biết nhiều nhất ở trong Cựu Ước anh em? Nhân vật nào? Mô-xê, đúng như vậy. Mô-xê vừa mới chạy thoát ra khỏi đất Ai Cập về đất Median, thì Thiên Chúa đã gọi ông và sai ông đi gặp Pharaoh, là người đã ra cái án tử hình cho ông, là hãy đi về để mà dẫn dân của ta ra khỏi Ai Cập. Ông Mô-xê ông sợ, cho nên ông nói là: lạy Chúa, con chỉ là một người mà nói cà lăm, con không biết nói cái gì cả, thôi đừng sai con đi. Mô-xê đã sợ hãi. Rồi tiên tri Jonah, anh chị em nhớ khi mà Thiên Chúa sai tiên tri Jonah đi về thành Ninive để loan báo cho dân thành biết, thì ông đã trốn xuống tàu để ông đi taxi. Rồi tiên tri Jeremiah, ngài sợ làm cái công việc mà Thiên Chúa giao cho ông. Cái công việc Thiên Chúa giao cho ông là gì? Là hôm nay ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước, để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng. Cho nên ông đã viện cớ ông là người còn non dạ, thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống, không có tài hùng biện, không có tài ăn nói, cho nên xin Chúa miễn cho con cái công việc này. Ông ấy sợ. Và Đức Chúa nói, ông ấy nói như thế này: ôi lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói. Rồi Chúa nói với ông sao? Đừng nói ngươi còn trẻ, ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi. Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ. Rồi trong Tân Ước, ai là người mà có cái nỗi sợ mà ai trong chúng ta không biết? Mẹ Maria, khi nghe sứ thần Gabriel truyền tin thì mẹ đã sợ. Và vì thế cho nên thiên sứ Gabriel mới nói với mẹ làm sao? Đừng sợ, vì đấng cưu mang ở trong lòng bà là con Thiên Chúa. Tại sao Đức Maria lại sợ, anh chị em biết không? Là bởi vì theo luật của Mô-xê, sách đệ nhị luật ghi như thế này, ở chương 22 câu 20 đến 21: nếu người ta không tìm thấy nơi cô gái những dấu chứng tỏ rằng cô còn trinh, thì họ sẽ lôi cô gái ra cửa nhà cha nàng. Người trong thành của nàng sẽ ném đá nàng cho chết, và nàng sẽ phải chết vì nàng đã làm điều tồi bại trong Israel. Ai là người sợ hãi ở trong Kinh Thánh mà mình biết rất rõ? Chúa Giêsu. Sợ đến nỗi không phải là toát mồ hôi như mình, mà toát mồ hôi gì? Mồ hôi máu. Cho nên tôi đơn cử ra những cái ở trong Kinh Thánh để anh chị em biết. Là giáo lý Công giáo số 370 dạy chúng ta biết sợ hãi là cái chuyện rất bình thường của trong mỗi con người. Cái người nào mà sanh ra mà không biết sợ, nó mới là bất thường. Còn mình sợ là cái chuyện bình thường. Thế bây giờ tôi phỏng vấn anh chị em một chút nhé. Bây giờ cái gì là cái mà anh chị em sợ? Những cái sợ trong đời sống của anh chị em là cái gì? Sợ mất job. Ok. Dạ. Sợ mất tự do. Dạ. Sợ con cái hư hỏng. Sợ mất đức tin. Sợ vợ. Anh này anh hùng, cho anh chàng pháo tay. Dám tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người, tôi sợ vợ. Vợ anh đâu vậy? Ở ngồi bên cạnh à? Hèn gì. Còn sợ gì nữa anh chị em? Dạ. Sợ mất bình an. Sợ mất linh hồn. Sợ mất danh dự. Vâng. Sợ đói. Còn sợ gì nữa mấy ông này? Không, trên này không sợ gì hết à? Nhiều cái sợ. Không, tôi muốn nghe anh chị em để xem anh chị em sợ cái gì, tôi sẽ nói về cái sợ đó. Sao cơ? Ồ, sợ mất tin tưởng, mất niềm tin, phải không? Ok. Dạ. Sợ mình làm không đúng. Sợ con gái bỏ Chúa. Vâng.
sợ mất linh hồn xuống hỏa ngục, vâng. Sợ mất đức tin, sợ ma, sợ ma thôi, ngừng nó được, đừng có sợ ma sơ nhé. Đây có nhiều ma sơ. Những cái sợ ở trong đời sống của chúng ta, anh chị em vừa mới nói, chúng ta sợ dư luận, phải không ạ? Có ai đây sợ dư luận không? Rồi, có ai sợ bị gièm pha không? Có sợ bị người khác chê bai không? Có sợ lời ong tiếng ve không? Lời ong tiếng ve là gì biết không? Sợ dị nghị, sợ chết, sợ đau ốm, sợ bệnh tật, sợ đói, sợ khổ. Anh em linh mục của chúng tôi sợ cái gì nhất anh chị em biết không? Cái gì? Sợ bị đóng đinh. Đứng ở trên bục giảng này mà nói ra những sự thật là thế nào cũng bị đóng đinh. Sợ chứ? Phải không? Rồi anh chị em sợ con cái hư hỏng. Có những người bây giờ sợ lập gia đình, sợ commitment. Ở đây có ai sợ lập gia đình không? Tôi không tin như vậy, bởi vì nhiều người tới đây để kiếm người lập gia đình. Có người lập gia đình xong sợ có con. Đi thi thì là sợ rớt. Có ai sợ máy bay không? Nếu trước hôm qua tôi đi từ phi trường Kansas về đây, thì trên máy bay thì gặp 6 sơ. Thôi rồi xuống xe được đi thì các sơ nói là có một sơ đó, thế mà nghe thấy là đi về nhà thôi là tự nhiên nôn ói. Sợ máy bay, sợ đến độ đó. Tôi cũng rất sợ máy bay. Tôi có một lần đi qua bên Philippines, hôm đó tôi đi cái hãng máy bay Northwest, ngồi ở ngay cái hàng ghế mà ở bên cạnh cái restroom, cứ mỗi chừng 5 phút là nghe búp chè, búp chè. Rồi ngồi ngay ở đó, cửa cứ mở ra, đóng lại, mở ra, đóng lại. Trời ơi tôi sợ quá, thì lần sau giờ đi là đi máy bay không bao giờ dám ngồi ở chỗ cạnh cái restroom nữa, mà phải chọn cái chỗ. Rồi có một lần tôi cũng đi qua bên dẫn phái đoàn đi qua Mexico bên đó, đi hành hương, thì anh chị em biết đi hành hương thì nó toàn là xếp cho những cái hạng mà là đắt nhất máy bay á, nó xếp dưới cùng. Tôi với lại cha Phương ở bên Seattle ngồi ở sát nghe ở dưới, tựa cái đầu vô cái thành restroom cũng y như vậy. Đấy, Chúa tôi bị hai cái âm thanh đó nó tra tấn. Xong rồi tôi mới nói với cha Phương, phải cha có tin lời Chúa được ứng nghiệm không? Bảo tin cái gì? Chúa bảo là ai ngồi dưới sẽ được nâng lên đấy cha. Ngồi, ngồi tới mẹ, chả ai mời lên cả. Rồi nãy cái anh này anh nói anh sợ vợ tôi. Ở trên thiên đàng nó trước khi vào thì Thánh Phêrô bắt 50 ông đứng xếp hàng. Thánh ngài mới nói rằng đứa nào sợ vợ đứng qua bên tay trái. 49 ông đứng qua bên này hết. Bên này có một ông thôi. Thánh Phêrô bảo mày lên đây, mày nói cho tụi nó biết cái phương pháp để mà không sợ vợ. Tại sao, lý do tại sao mà con dám đứng can đảm đứng ở bên này mà không đứng qua bên này? Lên nói thưa Thánh Phêrô, lúc con hấp hối đó, vợ con nó bảo lên trên đó Thánh Phêrô nói gì thì nói, đứng yên tại chỗ nghe chưa. Có ông đó uống rượu xong ông về, ông bảo mỗi một lần cha biết ông, con uống rượu về là con sợ vợ gấp đôi. Mà tại sao vậy? Bảo lúc đó mắt con nó hoa lên nhìn ra hai vợ. Ở đây ai ông nào sợ vợ giơ tay tôi coi. Bà vợ cứ bảo đưa tay lên mà không dám đưa. Mấy ông sợ vợ đó, có cái anh đó, anh ấy sợ vợ nổi tiếng ở trong cái xóm đó, nhưng mà anh ấy thì anh bốc phét lắm. Cho nên mấy anh bạn nó không tin ra ngồi nhậu, mà chứ tụi bay biết không, mỗi một lần tao về, tao nhậu xong tao về, vợ tao nó phải quỳ xuống nói chuyện với tao. Mấy anh bạn bảo mày xạo vừa mà thiết. Bây giờ mày cá bao nhiêu? Bao cái chầu nhậu này cũng kém.
Rồi sau đó bắt đầu tụi bạn đi theo về. Vừa về tới nhà, vợ xách chổi rượt, anh chạy anh chui gầm giường, vợ quỳ xuống nói: ra ngoài đây ngay. Người ta bảo là sợ vợ đôi chữ nghe thanh, thời nay sợ vợ mấy anh hùng. Người ta cứ bảo tôi khùng, đường đường quân tử nhưng chùn hồng nhan, thời nay sợ vợ mới sang, chứ không sợ vợ có ngày ra hiền. Cảm ơn anh chị em, hồi nãy tôi đã nghe có người nói sợ phạm tội, sợ mất linh hồn. Và tôi chưa nghe ai nói sợ làm mất lòng Chúa cả. Có người nói là sợ hỏa ngục, nhưng mà cái sợ là sợ xa Thiên Chúa vĩnh viễn. Đó là tình trạng của hỏa ngục. Khi nói về thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục thì rất nhiều người Việt của chúng ta, mình nghĩ ngay đến cái gì anh chị em? Thiên đàng thì ở đâu? Luyện ngục ở đâu? Dưới đất. Hỏa ngục ở đâu? Đấy. Có phải anh chị em hay thường nghĩ đến nơi chốn không? Cái đó không đúng đâu anh chị. Mình sách giáo lý Công giáo dạy chúng ta thiên đàng, luyện ngục, hỏa ngục, nó là một cái tình trạng. It is a state, not a place. Nó không phải là một nơi chốn, mà nó là một cái tình trạng sống. Thế cho nên nếu chúng ta rơi vào trong tình trạng xa lìa Chúa vĩnh viễn, là khi đó chúng ta đang ở trong hỏa ngục, chứ không phải là nơi chốn. Rất nhiều người sợ những cái gọi là không đáng sợ. Cái thứ nhất là sợ dư luận, sợ bị bình phẩm, sợ bị chê bai, sợ người ta coi thường mình. Có phải vậy không ạ? Mình sợ người các Việt Nam của mình đó, cái sĩ diện nó lớn lắm, cho nên mình sợ. Và chính vì cái sợ đó mà nó dẫn đến những cái chuyện không hay ở trong gia đình. Lấy ví dụ, sợ người ta coi thường mình cho nên bắt con mình phải đi học làm bác sĩ, làm nha sĩ, làm dược sĩ. Cái gì có chữ sĩ trong đó là ok, ngoại trừ tu sĩ. Mình sợ người ta chê cười cho nên mình muốn con mình như vậy. Nhưng mà có thực sự con của mình nó thích làm bác sĩ không? Không. Có em nó vào, nó nói với tôi, bảo chú cháu biết con nhìn thấy máu là con muốn xỉu rồi. Vậy mà bố mẹ con cứ ngày nào cũng nói con phải ráng, con phải học bác sĩ, bởi vì ở trong dòng họ của mình chưa có bác sĩ. Sợ bị mất mặt, sợ bị người ta chê cười, cho nên đã có những bà mẹ bắt con mình phải đi phá thai. Sợ người ta chê cười cho nên vào gặp các cha và xin cha làm đám cưới gấp cho con của con. Mà mình không biết rằng nếu mà làm gấp cái kiểu đó, nó không có sự tự do, thì cái hôn phối của nó không có giá trị. Hôn phối mà được cử hành mà thiếu sự tự do thì nó invalid, nó không thành. Thì nói đến cái chuyện mà nghĩa là không thành, có cái ông đó là ông ấy là thẩm phán. Thằng đó là con rể của ông, hôm nó kỷ niệm 10 năm thành hôn, lúc ăn tiệc xong nó ra ngoài, nó khóc quá trời luôn. Bạn bè vô bảo: ủa mày tại sao mày khóc vậy? Mày hôm nay mày vui mừng hay sao khóc? Mà không có. 10 năm về trước đó, ông bố vợ tao ông nói với tao như thế này: mày có hai sự chọn lựa. Một là lấy con gái tao, bởi vì mày đã làm cho nó có bầu. Hai là đi tù 10 năm. Nếu tao đi tù, hôm nay thoát nạn. Mình sợ thua chị, thua em, mình sợ người ta coi thường mình, cho nên mình mua nhà thật to, mình mua xe thật đẹp, mình sắm những cái giỏ, những cái nhẫn mà người ta nhìn vào người ta phải trầm trồ. Rồi sau đó mình cong lưng ra mình đi làm để mà mình trả nợ. Năm ngoái tôi đã chia sẻ với anh chị em rồi, có những người mua căn nhà về thật to, gia đình mất hạnh phúc, bởi vì bắt đầu cãi nhau vì cái chuyện clean up nhà cửa.
đi làm suốt ngày như vậy rồi về không có giờ cho nhau. Đấy, những cái sợ nó dẫn đến những cái hậu quả như vậy đấy anh chị em. Mình mua cái xe cho thật đắt tiền vào xong cái rồi hai vợ chồng bắt đầu xích mích với nhau là bởi vì đậu xe ngoài bị nó cọ quẹt, về chửi nhau, ra tòa ly dị. Mình sợ người ta chê mình quê mùa, chê mình nghèo, coi thường mình, cho nên mình tổ chức những đám cưới thật là linh đình, ngoài cái khả năng của mình. Chúa, tôi thấy có những cái đám cưới nguyên cái tiền nó chụp hình không là đã chóng mặt rồi. Rồi sau đó hai vợ chồng gọi là vợ chồng son đi cày mấy năm trời vẫn chưa có trả nợ được hết. Có những cái gọi là cái khoản tiền đáng lý ra không cần phải chi mà nó vẫn chi. Rồi có những người nghĩa là vì sợ người ta chê mình thế nào kia cho nên đi thẩm mỹ viện để cho đi các bà nó sửa mắt sửa mũi nhá. Có cái ông chồng đó, ông đang ngồi ông đọc báo, bà vợ mới đi thẩm mỹ viện về, anh coi thử xem là em hôm nay sao, em mới sửa mũi nè. Ông nhìn lên bảo giống gái 18, ù bà nghe đã quá. Rồi má lún đồng tiền sao, giống gái 20, bà mừng nữa. Bà bảo chứ thôi còn cái mí mắt, ù giống gái 16, thế thì còn cái cằm trẻ này thì sao, giống gái 20. Bà mừng quá, vậy là em trẻ. Bà khoan, cộng lại đi. Những cái sợ mà chúng ta có đấy anh chị em, nó có đáng sợ không anh chị em? Nó có đáng sợ không? Nó chả có gì đáng sợ, nó tại sao vậy? Tôi phân tích cho anh chị em thấy có những cái chả có đáng sợ tí nào cả. Sợ người ta cười, người ta dị nghị. Ông bà ta nói là người ta cười 3 ngày chứ không ai cười 3 tháng 3 năm. Không có ai cười mình suốt cả. Tại sao mình lại phải vì cái lời khen tiếng chê đó mà mình lại sợ người ta? Cái hạnh phúc của mình, của gia đình mình, của vợ chồng mình, của con cái của mình, mình đem mình đặt vào tay của thiên hạ như vậy, nó có đáng không? Thưa không? Người ta khen một câu thì mình sung sướng, hớn hở vui mừng. Người ta chê một cái thì lại Chúa tôi thiên sầu địa thảm, giống như là tận thế tới nơi vậy. Tại sao phải đặt cái hạnh phúc của mình, bình an của mình vào trong tay của họ vậy anh chị em? Cái đó là dại, cái đó là thiếu khôn ngoan. Có ai trong chúng ta bảo đảm được rằng khi mình có nhà, có xe, nghĩa là thật rộng, thật to, thì người ta không có gièm pha, người ta không bàn ra tán vào không? Không, không có bảo đảm. Có nhiều khi mình mua nhà cho to, mua xe cho đẹp, đeo cái nhẫn thật, nghĩa là hột xoàn thiệt bự vào, người ta lại còn gièm pha, người ta lại còn nghĩa là dũa mình te tua nữa. Thằng này chắc đi buôn bán xì ke cho nên mới giàu vậy chứ. Khi mà mình sợ những cái gọi là lời ong tiếng ve, rồi sợ bình phẩm của người khác, thì mình sẽ thấy rằng cái nỗi lo sợ ở trong người của chúng ta càng ngày nó càng tăng. Bởi vì không khi nào mình bình an cả. Mua nhà to rồi thì sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Nhà to thì phải đồ trong nó phải mới chứ, đúng không? Hồi xưa tôi nhớ bên Thánh Như Xe, khi mà xây cái nhà thờ thì bảo là ok, mình xây nhà thờ xong thì mới lấy cái bàn thờ với lại chén thánh gì qua để mình xài. Nhưng mà khi xây nhà thờ xong mà lại Chúa tôi cái này đem qua thì người ta cười chết, cho nên lại phải sắm mới lại hết. Ở đây anh chị em có kinh nghiệm đó, bảo không ạ? Mình có nhà mới là mình phải có những cái thứ mới nó cho nó cân xứng. Và thế là cái nỗi sợ hãi và lo lắng của mình cứ càng ngày càng chồng chất lên. Khi mình sợ người ta như vậy là mình đang trừng phạt chính mình. Là bởi vì mình cứ cong lưng ra mình đi làm để mà trả tiền thuê đất, trả tiền nhà, rồi không có giờ cho nhau, không có giờ cho con cái, không có giờ cầu nguyện, không có giờ đi lễ, đi nhà thờ. Và thế là gia đình dần dần đi đến tình trạng tan nát. Anh chị em đừng có ngạc nhiên về chuyện đó, bởi vì từ cái chỗ mà mình sợ người ta, nó sẽ làm cho mình mất bình an lúc đó đó. Khi mình mất bình an trong tâm hồn rồi đó, là lúc đó là mình ăn không ngon, ngủ không yên. Mà ăn không ngon, ngủ không yên thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Già đi thưa các bà, các cô, là mình sẽ bệnh, mình sẽ nghĩa là đủ mọi thứ chuyện. Rồi khi mà
ăn không ngon, ngủ không yên, là nó dẫn đến chuyện là bực bội ở trong người. Thế là vợ chồng đáng lý cái chuyện chẳng có đáng gì cả, cãi nhau, rồi nó xảy đến cái tình trạng gọi là ly thân ly dị. Khi tôi và anh chị em chúng ta đặt cái gọi là cuộc sống của mình trong tay của người khác, mình sợ người ta, thì lúc đó mình đang phó cái vận mệnh của mình và gia đình của mình trong tay của họ. Cái người mà sợ dư luận á, cả đời không làm ăn được gì hết. Anh chị em nghe cái chuyện mà chuyện bán cá ngoài chợ chưa? Có một cái anh chàng đó, anh câu được cá ở dưới hồ lên, xong rồi anh đem ra ngoài chợ anh bán. Thì thằng bạn nó nói, mày đem ra ngoài chợ bán mày phải để cái bảng vô, tại đây có bán cá sống, tức là cá còn đang bơi. Thế anh đem ra để ngoài đó, có người đi ngang bảo, ở đây là chợ chứ không phải là ở nơi nào khác về nhà anh, cho nên anh đâu cần phải đến nói là tại đây. Thế nói tại đây có bán cá sống là dư thừa rồi, anh mới bôi chữ tại đây đi. Một người khác lại nói, cá nó đang bơi vậy, nó đâu có chết đâu, người ta nhìn ta biết rồi, đâu cần phải bán cá sống. Thế là anh lại bán cá, xóa chữ sống đi. Một chút nữa lại có người đi ngang nói, anh có mỗi cá, anh đâu có cua, anh đâu có tôm đâu, thế tại sao anh phải để cá đó, xóa chữ cá này. Thế là còn có mỗi có bán. Từ sáng tới tối cá nằm nguyên ngoài mua. Nếu anh chị em và tôi chúng ta sợ dư luận, chúng ta sẽ rơi vào trong tình trạng đó. Sợ dư luận, Hoàng Xuân Việt nói, mình sợ dư luận nhưng mà mình cũng biết ngồi xổm trên dư luận. Anh chị em và tôi chúng ta làm gì thì làm, chúng ta nhớ đối diện với Chúa. Tôi làm công việc này, Chúa sẽ nói gì về công việc của tôi? Tôi làm công việc này, Chúa có vui lòng hay không? Đừng sợ những cái lời dị nghị dư luận của người khác. Và khi chúng ta sợ dư luận là lúc đó chúng ta đang phí tổn thời gian. Bởi dư luận là gì? Là luận dư. Bao giờ họ cũng luận dư hết, không bao giờ mà đúng hết nha. Cái đó là cái sợ dư luận. Đừng sợ dư luận. Cái sợ thứ hai, rất là nhiều người ở trong chúng ta sợ mà nãy giờ tôi không nghe ai nói hết, đó là chúng ta sợ bị mất ảnh hưởng, sợ mất quyền lợi. Chúng ta sợ mất những cái lợi nhuận, sợ mất ảnh hưởng. Cho nên khi mà mình làm business, khi mình làm nhà hàng chẳng hạn, thì cái khuynh hướng mình là mình sợ cái gì? Sợ ế ẩm, sợ không có khách, sợ bị thua lỗ, sợ chi hơn là thu. Cho nên nó mới xảy ra cái tình trạng người làm sao? Thờ ông địa. Mình sợ không có khách cho nên mình phải kiếm ông địa đó, để mình để ngay góc nhà đó. Khi mình làm business, mình là người công giáo, mà mình có ông địa ngồi bên cạnh, thì anh chị em nghĩ thử xem Chúa sẽ nghĩ như thế nào. Cái đó không được. Khi mà mình làm business đó, mà mình nhìn vào cái ông địa đó, để mình thấy rằng tại sao mà người ta thờ ông địa. Anh chị em nhìn thấy tượng ông địa rất là vui vẻ đúng không? Nhìn vô là thấy ông cười toe rồi. Anh chị em làm business, bất cứ làm cái gì mà mình vui vẻ với khách là mình có khách thôi. Rồi ông ấy ngồi đó, ông ngồi ông tễ bụng ra, cái bụng ông ra như này, dễ dãi, thoải mái. Tôi thấy có những người làm ăn rất là thành công, ví dụ như khách đến cắt tóc xong gây ra mà ông quên đem tiền, that's ok, mai đem lại cũng được. Hoặc là nghĩa là một đồng 89 sen họ có đồng 75, mà that's ok, bỏ ra đi lần sau có cũng được, không sao. Mình làm ăn mà mình dễ dãi với người ta, mình gọi là vui vẻ với người ta là mình thành công, chứ không phải là thờ ông địa. Cho nên mình đừng có sợ, đừng có sợ là mình bị thua lỗ, rồi mình nghĩa là sợ mất lợi nhuận cho nên mình thờ ông địa. Chưa kể đến cái chuyện gọi là mình hạ giá rồi mình gièm pha người khác. Cái này tôi nghe nhiều lắm. Người Việt làm business với nhau, tiệm đối diện với nhau hoặc là gần gần đó, là mình gièm pha nhau.
mình phỉ báng nhau để rồi khách đó họ sẽ đến với mình mà không đến với người ta. Nó xảy ra nhiều cái chuyện khác lắm anh chị em. Rồi nghĩa là chủ thì bắt đầu sợ vì nghĩa là mình không có đủ tiền để mình trang trải cho nên cắt luôn cái phần tip của thợ luôn. Và tôi nghe phản ảnh cái này rất là nhiều. Những cái đó có đáng để sợ không anh chị em? Hữu xạ tự nhiên hương, ông bà ta nói như vậy. Nếu mình thực sự là người mà làm ăn tốt, công việc của mình làm tận tụy, khách người ta đến không cần phải lo cái chuyện mà mất khách, không nên sợ như vậy. Và cái điều thứ hai nữa là mình nhớ, người không có niềm tin họ tin vào cái thuyết nhân quả. Nhưng mà người Công giáo của chúng ta không đơn giản là chỉ có nhân quả. Thuyết nhân quả là gì anh em? Là mình làm, mình hôm nay mình lừa bịp người ta lừa bịp lại mình. Còn người Công giáo của chúng ta là thiên quả chứ không phải nhân quả. Tại sao tôi nói thiên quả? Tại vì Chúa Giêsu nói, anh em đong cho người ta bằng đấu nào thì ta sẽ lấy đấu đó đong lại cho con, và còn lắc, còn đổ đầy và dằn xuống nhiều hơn nữa. Thiên Chúa sẽ là đấng xét xử chúng ta chứ không phải là người đời. Cho nên khi chúng ta mà sợ người khác mà chúng ta làm những cái chuyện bất công đó vậy, thì là mình sẽ lãnh hậu quả và mình còn bị Thiên Chúa nghĩa là trừng phạt mình nữa. Cái sợ thứ ba mà rất nhiều người sợ, hồi nãy ở đây tôi không nghe ai nói hết, đó là sợ gì? Sợ già. Có ai sợ già không vậy? Sợ xấu, sợ nhăn nheo, sợ bị mai một. Mà có nhiều người đó tự nhiên đang vui vẻ vậy, cái là nổi nóng lên bởi vì có người hỏi tuổi mình. Và tiện đây tôi cũng mở ngoặc anh chị em biết là người Việt của mình đó, gặp nhau hay hỏi tuổi không phải là vì bất lịch sự đâu. Anh chị em biết tại sao vậy không? Đúng, về vấn đề xưng hô. Ví dụ bây giờ đó, mình hỏi người đó tuổi để biết, ví dụ giờ tôi 52 tuổi, gặp người nào đó nhìn cái mặt thì còn non, nhưng mà tuổi đã 60 rồi thì mình phải xưng anh em sao cho nó đúng. Hoặc là có một vị nào đó lớn tuổi rồi mình hỏi để mình biết, ví dụ như ông cụ tôi 87 tuổi, ví dụ như người đó 80 tôi kêu bằng chú, bằng cô. Còn nếu mà 88 tuổi tôi kêu bằng bác. Cho nên các bà các cô đừng có upset, đừng có giận khi mà thấy người ta hỏi tuổi mình. Chứ bây giờ chẳng hạn như tôi cũng nhớ con lần vào ở trong tòa giải tội thì mình nghe cái tiếng mình đâu có biết được, mà tiếng Việt của mình nó kẹt cái là nó không phải giống như tiếng Anh, không phải giống như tiếng Tàu. Cho nên khi mà khuyên bảo hối nhân thì mình thấy mình nghe giọng già già, mình kêu cha xưng con thì nghe cũng kỳ. Cho nên bảo thôi bác chịu khó thế này thế kia nhá, mà chứ con năm nay mới hăm mấy cho kêu bác. Mà nghe cái giọng này chứ, nghe cái giọng đó giống như là một ông cụ vậy. Cho nên hỏi tuổi là như thế. Cho nên đừng có sợ cái đó anh chị em nhá. Rồi hồi nãy là sợ chết. Hồi nãy hình như đám này có người sợ chết không? Ai trong chúng ta cũng sợ chết, Chúa Giêsu cũng sợ vậy. Nhưng mà nếu mà mình sợ để mình tránh được thì không sợ. Cái chết nó là một trong những cái phải có ở trong đời sống chúng ta. Sinh, lão, bệnh, tử. Ở trong thế gian này tất cả đều phải qua cái quy luật đó, ngoại trừ một con vật. Đố anh chị em biết con gì? Đó. Con chó sao mà thoát cái đó được? Sinh, lão, bệnh, tử. Không. Con cá thác lác. Nó thác rồi nó mới lác. Chỉ có một con đó thôi. Còn tất cả đều phải là sinh, lão, bệnh, tử, hay là sinh, bệnh, lão, tử. Già rồi thì nó phải nhăn nheo, nó phải nghĩa là nhan sắc phải phai tàn. Có nhiều người đau khổ vì cái đầu hói. Tôi hói cho nên tôi không có sợ. Có nhiều người đau khổ lắm, để Chúa ta phải đi ra kiếm tóc giả đậy lên rồi nó kia làm đủ mọi thứ cả. Nói này tôi nhớ, biết Isaac không? Anh chị em biết nhớ ông Isaac không? Ông Isaac là con của ông Abraham mà hiến tế đó. Nhớ không anh chị em nhớ chưa? Ông ấy về sau già ông bị mù, nhớ không? Ông lên trên thiên đàng. Thánh Phêrô có một thói quen rất là tốt lành là ai vô đó thiên thần kiểm tra rồi xong
thì Ngài đặt tay lên trong cái vỗ cái nhẹ đi vào thiên đàng. Hôm đó Thánh Phêrô mệt quá kêu Isaac lên. Isaac ngồi thế mù mà không thấy, đưa tay lên đặt, xong vừa đưa tay ông bảo thiên thần tống thằng này xuống hỏa ngục. Hỗn bảo tại sao vậy thưa tổ phụ Isaac? Thằng hỗn đầu cũng đưa mông. Thôi chưa đến nỗi phải nói là láng như vậy. Ở đây nếu có ai láng như vậy chịu khó đừng giận nhá. Mà giận thì cũng chịu thôi, tôi không có sợ đâu. Có cái bài thơ nó nói về cái tuổi già. Mà cái này tôi thấy cái bài thơ này nó hay với anh chị em. Cái già là cái chuyện bình thường, đừng có sợ nó. Mình càng sợ thì mình lại càng mau già. Cho nên mình đừng sợ nó, thì cái tuổi già nó không sòng sọc nó đến, mà nó từ từ nó đến thôi nhá. Lâu nay cứ tưởng mình già, bây giờ mới biết quả là y chang. Suốt ngày nói chuyện thuốc thang, gặp nhau lại kể cả chàng chuyện xưa. Tivi dỗ giấc ngủ trưa, sức khỏe lại giảm, mắt mờ da nhăn. Đọc chữ phóng đại mấy trăm, lại còn lãng trí tần ngần hay quên. Cả ngày mỏi mắt đi tìm, hết tìm khóa cửa lại tìm khóa xe. Nhiều hôm thăm viếng bạn bè, được dăm 3 phút nằm phè ngủ ngon. Tóc bạc chen chúc tóc non, không dám nhổ nữa sợ còn bình vôi. Kiến thức mới nuốt chẳng trôi, bước ra khỏi cửa chùm người áo len. Ra đường chẳng ai gọi tên, cứ gọi chú bác có phiền hay không. Khi lên xe bus dẫu đông, dăm người nhường chỗ mời ông cứ ngồi. Lại hay nhạy cảm tuổi đời, thích được săn sóc hơn thời ngày xưa. Thấy tình nhân trẻ vui đùa, mà lòng chưa xót phận vừa cuối thu. Suốt ngày trung tiện lu bù, cơm thì phải nhão phở cho thật mềm. Thích nghe tiếng hỏi lời khen, lúc này thon thả trẻ hơn dạo nào. Thức ăn cứ lấy ào ào, ăn thì chẳng nổi mà sao cứ thèm. Ngủ trưa giấc cứ dài thêm, đứng ngồi chuyện ấy ngày thêm chậm rì. Đánh răng tìm thuốc loại gì, để răng được trắng không thì có coi. Cà phê chỉ hớp một hơi, đêm về trắng mắt nhìn trời đếm sao. Gặp người cùng tuổi như nhau, thường hay hỏi bác thế nào khỏe không. Cell phone thì khổ vô ngần, lúng ta lúng túng thường không trả lời. Để chuông reo mãi một hồi, mở ra thì đã chậm rồi còn đâu. Bệnh tật nó đến từ đâu, cao mỡ cao máu lâu lâu tiểu đường. Tránh né việc nặng là thường, việc nhẹ thì cũng đau xương mệt nhoài. Đi chơi càng khổ gấp hai, đi đâu cũng ngại đường dài lái xe. Giữ thân cho khỏi tròn xoe, vòng hai sao cứ bè bè phình to. Thang lầu càng nghĩ càng lo, chỉ sợ trượt ngã khổ cho thân này. Ngủ thì chẳng ngủ được say, 4-5 giờ sáng dậy ngay tức thì. Sinh nhật sinh nhiếc làm gì, cái chuyện lẻ tẻ ấy thì nên quên. Vẫn hay nhìn kiếng thường xuyên, xem chân dung đã trở nên thế nào. Buồn tình đếm thử xem sao, bao nhiêu triệu chứng ấy bao nhiêu già. Đấy, cái bài thơ nó nói về cái tuổi già như vậy đó anh chị em. Có đáng để sợ không? Có à, vẫn có à? Chẳng đáng để sợ đâu anh chị em. Những cái sợ đó không nên đáng sợ nhé. Cái sợ thứ ba, nhiều người sợ là sợ bảo hiểm tăng giá. Nó bảo không à? Cho nên nó cái chuyện gọi là tôi thấy hết sức phi lý. Mình bỏ tiền mình đóng cho bảo hiểm, rồi sau đó xe mình đụng xong cái mình lại negotiate với lại người ta trả tiền mặt để bảo hiểm nó khỏi tăng. Thế sao dại vậy? Sợ những cái không đáng sợ, rồi sợ nghĩa là xe nó tăng giá, rồi sợ mileage nó tăng nhiều thì cái xe của mình mất giá. Ở đây có bao nhiêu người có xe gần gần đây mà mướn xe để đi tới đây vậy? Mình hay sợ những thứ đó. Rồi nhiều khi ở trong gia đình đó, vì chiếc xe, mình sợ cái xe của mình nó bị cũ, bị chảy, cho nên nghĩa là mình chửi nhau, mình mắng con, mắng cái. Con cái nó vừa mới đụng xe xong, cái câu đầu tiên không có hỏi con có sao không, mà câu đầu tiên hỏi làm sao? Xe có sao không? Hỏi xe có sao không cũng còn đỡ đấy. Cái xe của tao nó ra như thế nào rồi? Sợ những cái đó nó sẽ dẫn đến nhiều cái sự bất an trong gia đình. Có nhiều người sợ là nghĩa là cái sofa của mình nó bị cũ, cho nên sofa bằng da mà mua về xong cái rồi lấy mền á chùm nó lên.
còn gì là đẹp nữa. Khách đến lại phải ngồi lên trên cái khăn đấy. Ở đây nếu mà ai mà có cái gì mình bỏ đi để cho người ta thấy cái giá trị của ghế da chứ này. Mình lại chùm lên như vậy thì còn gì nữa. Xe là phương tiện cho mình, chứ nó không phải là vua, nó không phải là chúa của mình. Tôi có một bài thơ này kể về cái chuyện của một ông mê xe. Bài thơ này tôi làm. Có người họ Mạc tên Lê, yêu xe hơn cả say mê vợ mình. Chiếc xe đúng sắt trình hình, nhưng ông phủ phục cung nghinh bái thờ. Chú em ngỏ ý mượn nhờ, ông liền tuyên bố cấm rờ xe tao. Mượn vợ thì được, không sao, chứ còn chiếc xế của tao đừng rờ. Vợ ông nghe thấy sững sờ, nhưng bà vẫn cố làm ngơ cười ruồi. Một hôm chìa khóa xe rơi, thằng con lụng được, mỉm cười ỉm luôn. Hôm sau nó lái lên trường, lấy le với bạn cả trường phục lăn. Không ngờ ông bố làm căng, gọi ngay cảnh sát báo rằng bị trộm. Ngồi tù lửa bốc căm hờn, thằng con hận bố còn hơn kẻ thù. Vì ông Lê viết lá thư ra tòa tuyên bố đòi tử nó luôn. Bà Lê bực bội khôn lường, ra tòa ly dị chẳng thương tiếc gì. Ông Lê chẳng vướng bận chi, vui vẻ ngồi đó ôm ghì chiếc xe. Không đáng để sợ anh chị em. Bây giờ cái gì là cái để chúng ta đáng sợ nhất? Bài phúc âm mà chúng ta nghe vào lúc đầu giờ, chính Đức Giêsu Kitô nói: anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác. Đừng sợ người ta, phải kính sợ Thiên Chúa thưa anh chị em. Kính sợ nó khác với kinh sợ. Anh chị em bắt khác chỗ nào? Bây giờ tôi đưa ra một ví dụ. Chúng ta đi lễ ngày Chủ nhật, chúng ta đến với tình yêu, với lòng biết ơn. Mình đến với Chúa như là một người con đến một người cha, thì đó là kính sợ. Còn nếu mình đến mà mình sợ, bị không đến thì bị phạt xuống hỏa ngục, thì anh chị em đang kinh sợ Thiên Chúa. Mà rất nhiều người đi lễ là bởi vì sợ bị phạt xuống hỏa ngục, cho nên đi lễ cho nó có vì, cho nó có lệ. Cha ra tôi vô, cha vô tôi ra. Mà có nhiều khi cha chưa vô tôi đã ra rồi. Cái đó là một trong những cái để cho chúng ta thấy rằng chúng ta có kính sợ Thiên Chúa hay không. Tại sao chúng ta phải kính sợ Thiên Chúa anh chị em? Có nhiều lý do lắm, tôi xin đơn cử ra một vài lý do. Thứ nhất, đó là khi chúng ta kính sợ Đức Chúa là chúng ta đang làm đẹp lòng Chúa. Không phải tôi nói mà là Kinh Thánh nói. Trong thư gửi tín hữu Do Thái, tác giả đã nói rằng chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa. Với lòng biết ơn đó, chúng ta hãy kính sợ mà phụng thờ Thiên Chúa cho đẹp lòng người. Khi chúng ta đến với thánh lễ Chủ nhật mà chúng ta đến với tâm tình biết ơn, chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì trong tuần vừa qua mình đã nhận được rất nhiều những ân huệ của Chúa, cho mình có công ăn việc làm, cho mình được khỏe mạnh, cho con cái được bình an. Chúng ta đến, chúng ta tạ ơn Chúa, thì lúc đó cái việc đi lễ của chúng ta là chúng ta đang làm đẹp lòng Chúa. Điều thứ hai, vì đó là thiên ý và mệnh lệnh của Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta qua Kinh Thánh, qua chính Đức Giêsu Kitô. Ở trong sách Đệ Nhị Luật, Môsê đã truyền lại cho dân Israel như thế này: hãy tập hợp dân lại cho ta, ta sẽ cho chúng nghe những lời của ta, để chúng học cho biết kính sợ ta mọi ngày chúng sống trên mặt đất, và để chúng dạy cho con cái chúng. Chính Thiên Chúa của anh em là đấng anh em phải kính sợ. Chính người là đấng anh em phải phụng thờ. Anh em sẽ nhân danh người mà thề. Và Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta vừa nghe: anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Thánh Phaolô tông đồ trong thư thứ nhất, chương 2, câu 16, câu 17, ngài cũng dạy anh em: hãy hành động như những người tự do, không phải như những người lấy sự tự do làm màn che sự gian ác, nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa. Hãy tôn trọng mọi người, hãy yêu thương anh em, hãy kính sợ Thiên Chúa, hãy tôn trọng nhà vua. Đấy, cái lý do mà chúng ta phải kính sợ Thiên Chúa là bởi vì đó là điều đẹp lòng Chúa, và đó là điều mà Thiên Chúa muốn chúng ta phải thi hành. Đó là mệnh lệnh của Thiên Chúa, Chúa muốn như vậy. Thế bây giờ chúng ta xem thử xem nếu chúng ta kính sợ Thiên Chúa, chúng ta được cái gì. Mà tôi tin rằng khi
tôi và anh chị em chúng ta nhìn thấy những cái mối lợi thì chúng ta sẽ làm. Còn nhiều khi mình không nhìn những mối lợi đó, mình không bao giờ mình thực hiện cả. Ở trong Kinh Thánh Mạc Khải cho chúng ta biết rằng khi chúng ta kính sợ Đức Chúa, chúng ta được nhiều ơn phúc lắm. Mà đây tôi xin đơn cử ra 4 cái ơn phúc mà tôi tìm thấy trong Kinh Thánh. Thứ nhất, cái người kính sợ Thiên Chúa là người được ơn khôn ngoan và hiểu biết. Vua Salomon trong sách Châm Ngôn chương 9 câu 10 có nói: kính sợ Đức Chúa là bước đầu của sự khôn ngoan, biết đấng chí thánh mới là hiểu biết thật. Cho nên chúng ta kính sợ Thiên Chúa là chúng ta sẽ được Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan và sự hiểu biết. Khôn ngoan không phải là để mình đi ra ngoài mình thành công trong cuộc đời này. Khôn ngoan không phải là mình đi ra ngoài đời để rồi mình hơn người ta. Nhưng mà cái sự khôn ngoan để cho chúng ta thấy rằng cái gì chúng ta đáng sợ và cái gì chúng ta không nên sợ, không đáng để sợ. Và khi chúng ta hiểu biết về Thiên Chúa, khi chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa Ngài yêu thương chúng ta, Ngài luôn luôn quan tâm, gìn giữ và chăm sóc cho chúng ta. Mình hiểu được như vậy thì mình sẽ thấy rằng cuộc đời của chúng ta là chuỗi ngày của hạnh phúc, bởi vì chúng ta luôn luôn có Chúa ở với chúng ta. Ngài đã hứa với chúng ta rồi, thưa anh chị em, Thầy sẽ ở cùng với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Cho nên kính sợ Đức Chúa là chúng ta sẽ được ơn khôn ngoan và hiểu biết. Điều thứ hai là chúng ta được sung túc, được phú quý, giàu sang. Sách Đệ Nhị Luật cũng đã nói: nếu chúng kính sợ ta và giữ các mệnh lệnh của ta mọi ngày thì chúng và con cái chúng sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Ở Thánh Vịnh 112 câu 1 đến câu 3 cũng khẳng định về điều này: hạnh phúc thay người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất con cháu của họ sẽ hùng cường, dòng dõi kẻ ngay lành sẽ được Chúa thương giáng phúc. Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn tại muôn đời. Rồi Thánh Vịnh 128 cũng lặp lại một lần nữa: hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được am hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may. Đám cưới hay hát cái bài này đó, anh chị em nhớ không? Vinh phúc thay người kính sợ Chúa, và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa. Đấy, kính sợ Thiên Chúa, gia đình sẽ hạnh phúc. Anh chị em dám tin không? Cho nên kính sợ Thiên Chúa, chúng ta được hai cái mối lợi đó. Và thứ ba là chúng ta được Thiên Chúa bảo vệ, che chở và ban muôn ơn phúc lành cho chúng ta, tránh được những sự dữ. Sách Huấn Ca chương 34 câu 15 đến câu 17: phúc thay tâm hồn kẻ kính sợ Đức Chúa, họ nương tựa vào ai và ai nâng đỡ họ. Đức Chúa để mắt trông nom những ai yêu mến Người. Người là khiên mộc vững chắc, là sức mạnh đỡ nâng, là tàn che gió nóng, là bóng mát giữa trưa. Người giữ gìn cho khỏi vấp ngã và bảo vệ cho khỏi té nhào. Người nâng cao tâm hồn, sáng soi con mắt. Người ban sức khỏe, sự sống và phúc lành. Đấy, kính sợ Thiên Chúa là chúng ta được Thiên Chúa bảo vệ, gìn giữ chúng ta, nâng đỡ chúng ta trong mọi nẻo đường của cuộc sống. Sách Châm Ngôn câu chương 14 câu 26 nói rằng: kính sợ Đức Chúa, ta sẽ được an toàn kiên vững. Người là nơi ẩn náu cho con cái của Người. Ở chương 16 câu 6, sách Châm Ngôn viết tiếp: nhờ nhân nghĩa tín thành mà tội được xóa bỏ, nhờ kính sợ Đức Chúa mà tránh được sự dữ. Khi mình kính sợ Thiên Chúa đó, mình sẽ không dám phạm tội, thưa anh chị em. Bởi vì mình biết rằng Thiên Chúa luôn luôn hiện diện với mình. Những gì tôi làm, dù là kín đáo nhất ở trong gia đình, ở trong phòng của tôi, dù là những điều mà không ai thấy được, Thiên Chúa vẫn ở đó. Ngài biết hết. Và cho nên lòng kính sợ Đức Chúa sẽ đem lại cho chúng ta được cái sự bảo vệ, tránh được những cái sự dữ. Và thứ tư là được sống thọ ở đời này và được hưởng hạnh phúc đời đời sau khi chúng ta qua đi. Sách Huấn Ca chương 34 câu 13: những người kính sợ Đức Chúa sẽ được sống lâu dài, vì họ cậy trông vào đấng cứu thoát họ. Ai kính sợ Đức Chúa thì không sợ hãi gì. Họ không run rẩy, vì chính nơi Người họ hằng cậy trông. Sách Châm Ngôn chương 14 câu 27: kính sợ Đức Chúa là nguồn sự sống, giúp ta tránh được cạm bẫy tử thần. Lòng kính sợ Đức Chúa đem lại sự sống cho người ta ăn no ngủ kỹ, thoát khỏi mọi tai ương. Anh chị em thấy
sự kính sợ Thiên Chúa đem lại cho chúng ta rất nhiều ân huệ cả đời này lẫn đời sau như vậy. Và anh chị em cứ nhìn vào, đây không phải lời hứa suông của Thiên Chúa đâu anh chị em. Anh chị em nhìn vào dân tộc Do Thái, họ là một dân tộc rất nhỏ bé, nhưng mà họ là một dân tộc giàu mạnh và thông minh nhất thế giới này. Những cái shopping mall, những cái law firms, những cái bệnh viện, anh chị em biết người Do Thái. Giải Nobel ở trên thế giới này đại đa số là người Do Thái. Nếu anh chị em qua Do Thái, anh chị em sẽ thấy ngày thứ bảy là tuyệt đối không có một ai làm việc, thậm chí thang máy ở trong khách sạn họ cũng không đụng tới. Họ giữ luật Thiên Chúa một cách rất chính xác, và nhờ vậy họ được Thiên Chúa chúc phúc cho họ. Ở đây có ai đi Do Thái rồi chưa? Tại đây có ai lạc vào trong cái thang máy trong ngày Sa-bát không? Chưa ai à? Tôi nhớ có một lần tôi học ở bên đó, tôi tới có nghe phái đoàn Việt Nam tới mừng lắm, mình tới để mình thăm bà con. Thì vô có người xuống, người ta ăn nửa bữa rồi mới xuống tới nơi. Mà tại sao vậy? Mà trên khách sạn vô trong cái thang máy của người Do Thái trong ngày Sa-bát họ set up, cứ từng lầu một đó họ xuống, mở ra, không đụng gì được cái, mở ra, xong cái chút xíu nó đóng lại, tự động hết. Bởi vì người Do Thái họ không được đụng chạm vào những cái kim khí hoặc là những cái gọi là điện đùng, không được. Thế cho nên mình thấy họ tuân giữ luật Thiên Chúa một cách rất chính xác. Ở bên đó dù là trời nóng, nghĩa là 90 mấy 100 độ, họ vẫn đội mũ, mặc áo nỉ, họ mặc nghĩa là đúng theo nghĩa là luật lệ dạy, chứ không, họ không phải như mình ở đây đâu. Mình ở đây xin lỗi bà con, chứ mình nhiều khi mình hay có, mình tuân giữ luật Chúa nhưng mà tự mình cho những cái luật trừ, mình làm tính trừ hay lắm. Nhưng cái này Chúa thông cảm mà thôi bỏ. Ngày Chủ Nhật chẳng hạn, Chúa tôi hôm nay nghĩa là nó có overtime mà hôm nay nó trả tới gấp 3 lần, mà thôi hôm nay bỏ bữa chả sao. Rồi chẳng hạn như là đi cruise, có nhiều người đi cruise mất lễ Chủ Nhật mà hỏi bảo có biết là mất lễ Chủ Nhật không? Dạ biết chứ, mà vé mua rồi bỏ uổng chăng? Không dám bỏ. Chứ nếu mà mình tuân giữ luật của Thiên Chúa, mình sẽ được hưởng rất nhiều những hạnh phúc anh chị em. Hãy kính sợ Thiên Chúa, đó là điều Chúa dạy và muốn chúng ta tuân giữ. Chúng ta hãy cố gắng. Một vài điều, thứ nhất là thờ phượng và kính mến người trên hết mọi sự. Trong vấn đề thờ phượng anh chị em, đừng đi coi bói, đừng có đi coi chỉ tay, cũng đừng có rước thầy về để mà coi phong thủy. Những cái đó, tất cả những cái đó nói lên được rằng chúng ta coi thường Thiên Chúa, chúng ta không kính sợ Ngài. Nói đến chuyện coi bói, tôi có kể cho anh chị em mấy lần trước chưa? Tôi có kinh nghiệm về chuyện coi bói. Ủa, cái gì mà vỗ tay? Ở bên Việt Nam đó, hồi đó tôi nhớ là tôi đang học lớp 11, thì tôi đi coi bói. Tôi có một cái mụn ruồi ngay ở giữa đây này, giờ mất rồi. Cái ông thầy bói, ông người Hoa, ông coi bằng cái mù rùa, lăng coi bằng mày đó. Có mà một thầy một trò xuống dạy mày, mày chẳng học ra cái gì cả. Mày sẽ không có học đến nơi đến chốn, đi làm đi. Mà anh chị em biết cái lời của cái ông thầy bói đó, nằm ở trong đầu của tôi từ năm 1982 cho đến năm 2000 nó mới được gỡ ra. Khi tôi ở bên Đài Loan, tôi về tới New York, bề trên nói với tôi là tôi sẽ gửi thầy đi học, thì phản ứng đầu tiên của tôi nói: mẹ thưa cha, con ở nhà con nấu cơm con ấy được rồi, không cần phải đi học. Anh chị em biết tại sao? Tại vì cái lời của ông đó nằm trong đầu của tôi. Cái này tôi nói thật, nó rất là powerful, nó mạnh lắm, nó nằm ở trong đầu. Và bề trên phải nói với tôi là thầy phải đi học. Học 4 năm không ra thì 5 năm, 5 năm không được thì 6 năm, 6 năm không được thì 7 năm, học cho đến khi nào ra trường thì thôi, tôi phải đi học. Đến năm 2000, năm 97, năm 2000 tôi ra trường, tôi cầm cái bằng ở trong tay, tôi khóc và tôi chửi mẹ bố cái thằng bố láo. Mình học được mà nó bảo mình không học được, mình phí mười mấy năm trời. Nó kinh khủng lắm anh chị em. Cho nên anh chị em đừng bao giờ đi coi bói. Cho dù đó là những cái lời nói
giỡn chơi thôi, nó vẫn nằm ở trong đây. Chẳng hạn như các ông chẳng hạn đi coi bói, nói hành số anh hai vợ, vợ vừa mới cảm cái kêu cha sức giàu. Các bà đi coi nói số của chị là hai chồng. Thế là từ lúc đó trở đi, trong đầu lúc nào cũng nghĩ là thằng này thế nào cũng chết sớm, phải lo thủ mua bảo hiểm nhân thọ cho nó. Chấm tử vi cũng vậy thưa anh chị em. Có người nói rằng chấm tử vi là khoa học mà cha. Và tôi đồng ý chấm tử vi là khoa học, nhưng mà cái tác hại của nó kinh lắm. Tôi lấy ví dụ nhé. Bây giờ anh chị em nói chấm tử vi có tội không? Chấm tử vi có tội, ai nói không có tội giơ tay được không? Hồi nãy nói không mà sao không ai dám giơ tay vậy? Chấm tử vi tôi lấy ví dụ nhé. Bây giờ mình có hai thằng con trai, mình đi chấm tử vi cho nó. Cái lá tử vi nó nói là thằng lớn này mai mốt làm bác sĩ, thằng thứ hai này mai mốt nó làm liệt sĩ. Nó sẽ là cái thằng phá của. Liệu anh chị em về nhà có đối xử với hai đứa con của mình công bằng không? Chắc chắn là không. Và như thế là tội nó bắt đầu từ đó. Tội bất công, cái tội gọi là không công bằng. Con của mình sanh ra nó mới nhỏ như vậy mà mình đã ngược đãi nó, cái tội đó nặng lắm. Rồi còn cái chuyện mà coi phong thủy cũng vậy. Tôi nhớ có một gia đình bên Dallas, không biết có ở đây không biết đâu. Rước một ông thầy về coi, ông chồng lại kể tôi nghe. Vừa mới đi vô trong, mở cửa ra ông thầy ông bảo cái cầu thang nhà này làm lên như vậy, nhà này thế nào cũng có người gãy tay gãy chân. Thế là ông ấy bán cho một cái kiếng để mà dán lên chỗ, nghĩa là đối diện với cái cầu thang để mà ếm. Hai tuần sau bà vợ trên lầu lon ton đi xuống lo nhìn cái kiếng, té cái đụi gãy tay. Đừng có tin vào những cái phong thủy đó anh chị em. Ở Việt Nam đó chẳng hạn như nhá, coi phong thủy ở Việt Nam chẳng hạn như là mặt cái giường của mình nó nằm về hướng tây, mặt trời nó chiếu vô. Việt Nam không có AC, không có máy lạnh, cho nên mình nằm ở đó mình ngủ là mình bị bệnh thôi. Thế phong thủy tới nói giờ phải biết cái cửa sổ này đi, chỗ cửa sổ bên kia. Đâu cần phải biết cửa sổ, tốn tiền khênh cái giường qua bên kia là khỏe rồi. Cho nên những cái đó là những cái tào lao. Đừng có ai tin vào những chuyện đó. Mà khi anh chị em đi coi bói, anh chị em để ý có hai điều này. Một, nếu gặp phải thầy bói nó chỉ là cái loại mà nói láo ăn tiền, tức là nó bắt mạch thôi. Tức là mình vô đó, các bà, nhất là các bà, các cô, nó vô trong nó khen ba câu cái thì mình mở lòng, mở cờ ra cho nó hết, cho nó biết hết những cái gì bí mật cuộc đời mình, nghe thôi là nó bắt mạch, nó nói cái nọ kia. Ông này nói đúng thật đấy, mình nói hết rồi còn gì nữa. Nếu gặp cái loại đó thì mình chỉ tốn tiền thôi. Nhưng mà gặp cái loại thứ hai là nó dùng thế lực của ma quỷ để nó coi bói thì anh chị em tàn đời. Đã từng có những người đi coi bói về mà thưa cha bây giờ sao con khổ quá. Nó dùng thế lực của ma quỷ để mà nó khống chế những người đó. Chỉ có nước nghĩa là phải ăn năn thống hối về, phải nghĩa là ăn chay thì mới thoát được cái cảnh đó thôi. Cho nên chớ bao giờ dại dột đi coi chỉ tay, đi coi bói, dù là coi bài hay là coi chỉ tay hay là coi tướng số cũng vậy, nó không có đúng đâu. Bởi vì Thiên Chúa của chúng ta là Chúa trên hết các chúa, là vua trên hết các vua. Cho nên mình tin vào Chúa là mình biết là Thiên Chúa bảo vệ, gìn giữ và Ngài đồng hành với chúng ta. Chúng ta có các bí tích anh chị em, đấy là một cái điểm mà đẹp nhất của người Công giáo của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta trên con đường đi về với Chúa, Chúa biết mình yếu đuối, Chúa biết mình không có đủ sức để mà chống trả lại được những cái cám dỗ, được những cái gọi là như là ba thù ma quỷ thế gian và xác thịt. Cho nên Ngài ban cho chúng ta các bí tích giải tội để giúp chúng ta làm hòa với Chúa, bí tích thánh thể để tăng thêm sức cho chúng ta cả về mặt thể xác lẫn về mặt linh hồn. Cho nên đừng bao giờ tin vào những cái chuyện tào lao thiên tướng đó. Đi coi bói, đi coi chỉ tay, đi xem tướng hay là gọi là phong thủy gì đó, đều đi nghịch lại với lệnh của Đức Chúa. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên cao cũng như ở dưới đất thấp, hoặc ở nước phía dưới mặt đất để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ, vì ta Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi là một vị thần. Hiện tượng trong sách Xuất Hành ghi lại như vậy.
Anh chị em đến với Chúa, hồi nãy tôi đã nói là đến với thánh lễ để chúng ta tạ ơn, chứ đừng có đến là bởi vì mình sợ, mình sợ bị phạt xuống hỏa ngục cho nên mình đến cho nó có lệ, giống như đến để điểm danh thôi. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta nên tránh. Rồi, cái thứ hai là chúng ta chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Người Việt của mình nhiều khi mình quen rồi, cho nên mình cứ mở miệng ra là Jesus Maria lạy Chúa tôi. Nó quen rồi, nhưng mà cái thói quen nó không tốt, không tốt anh chị em, nhất là người Việt của chúng ta. Khi mà mình kêu tên của một vị thần, khi kêu tên của Thiên Chúa là mình đang cầu khẩn sự hiện diện của Ngài với chúng ta. Ví dụ giờ mình đang gặp cái cơn cám dỗ, mình kêu Jesus Maria Jose con mến yêu, xin cứu rỗi con, xin giúp con thoát khỏi cám dỗ này. Cái điều đó là có cớ chứ không phải là vô cớ. Nhưng mà đúng một cái là mình Jesus Maria lạy Chúa tôi thì cái điều đó không nên nhé. Lấy danh Chúa mà thề, mà gọi là thề gian thề dối, là xúc phạm rất nặng đến Thiên Chúa. Nhiều khi mình có cái tật để mà thề đấy, mình mua cái xe 10.000, bây giờ mình kẹt tiền quá mình bán, mình muốn bán cho người ta 9.000, mà lại Chúa tôi thề có Chúa biết đó, em mua chiếc xe này 10.000, bây giờ em bán lỗ có 1.000 tôi bán, làm gì phải thề như vậy. Đó là thề đúng đó, cũng không nên thề. Còn cái kiểu thề gian đó, thì Chúa tôi em mua xe đó 15.000, bây giờ bán cho anh là với 9.000 nó rẻ đấy. Cái đó là một trong những cái chúng ta phải tránh nha. Hãy kính sợ Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự ở trên thế gian này, thấu suốt tất cả những gì mà chúng ta ở trong đầu suy nghĩ, ở bất cứ nơi nào cũng vậy. Thánh Vịnh 13 câu 7 câu 8 nói: đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lần nơi nào cho khuất được thánh nhan. Còn có lên trời Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ti vẫn gặp thấy Ngài. Và Chúa Giêsu nói với chúng ta là hãy sợ Chúa, bởi vì Ngài là đấng có quyền ở trên sự sống và sự chết của chúng ta. Cho nên Thiên Chúa là đấng thấu suốt tất cả mọi điều bí ẩn. Cho nên đừng bao giờ coi những phim ảnh bậy bạ ở iPhone, iPad hay là ở trong phòng. Đừng nghĩ rằng tôi coi cái này không ai biết, Chúa biết. Những cái quan hệ bất chính, mình có vợ có chồng rồi nhưng mà vẫn còn, nghĩa là đi là có cơm rồi mà cứ đi ăn phở, cho nên cái đó là một cái phải tránh, bởi vì Chúa biết chứ không phải là không biết nha. Rồi những cái mối quan hệ mà bất chính chấm dứt đi, bởi vì nó nguy hiểm lắm. Khi mà nó bị bể đổ bể ra thì sẽ tàn nát gia đình. Một trong những cái mà chúng ta cần phải để ý đó là đừng nói hành nói xấu nhau. Tại sao vậy? Bởi vì khi mình nói hành nói xấu nhau là mình đang nói hành nói xấu chính Chúa. Cho nên người kính sợ Đức Chúa là người sẽ tránh tất cả những cái tội đó. Rồi bây giờ anh chị em có thể đặt câu hỏi. Và xin anh chị em lưu ý 3 điều. Là thứ nhất, đặt câu hỏi ngắn gọn thôi nhé, vào cái chủ đề của ngày hôm nay. Hỏi với mục đích là để học, chứ không phải là để trình làng nha. Rồi ngắn gọn, mà nếu tôi không biết tôi sẽ khất lại để ngày mai hoặc là chiều mai tôi sẽ trả lời. Bây giờ có ai có câu hỏi nào? Con có một câu hỏi là Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, có nghĩa là trong hỏa ngục cũng có Ngài. Vậy thì trong hỏa ngục có tình yêu Thiên Chúa như vậy thì tại sao có sự trừng phạt? Vừa rồi tôi mới nói là hỏa ngục là một tình trạng, ở nơi đó không có Thiên Chúa. Thiên Chúa là ánh sáng, mà ở đâu có ánh sáng thì ở nơi đó không có bóng tối. Thiên Chúa không tạo dựng nên hỏa ngục nha, mà là con người ta tự tạo nên để sống trong tình trạng xa cách Thiên Chúa nha. Nha. Cảm ơn cha nhiều. Dạ vâng, không có gì. Nha. Như vậy có nghĩa là, như vậy có nghĩa là trong hỏa ngục dù có sự hiện diện của Thiên Chúa, dạ không, nhưng mà cái trong hỏa ngục không có sự hiện diện của Thiên Chúa. Như vậy tại sao lại có Thiên Chúa ở khắp mọi nơi? Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, mình học chị nhớ là cái ngôn ngữ của loài người mình, mình diễn tả nên cái quyền năng của Thiên Chúa. Thiên Chúa ở khắp mọi nơi là có nghĩa là Ngài thấu suốt tất cả những gì chúng ta biết, chứ không phải Thiên Chúa khắp mọi nơi có nghĩa là Thiên Chúa ở hỏa ngục. Không có. Ở nơi đâu có Thiên Chúa thì ở nơi đó có hạnh phúc, có bình an, có tình yêu, có sự tha thứ. Nơi nào thiếu vắng tình yêu, bình an và sự tha thứ, ở nơi đó là hỏa ngục hoặc là luyện ngục. Dạ, xin cha cho con một câu hỏi nữa. À, trong khi Đức Mẹ hiện ra Fatima thì chính Ngài đã cho ba trẻ thấy hỏa ngục, và cái sự hiện hữu của hỏa ngục á là lửa.
thì lửa và ba trẻ đã nhìn thấy lửa rực cháy, và trong lửa đó thì có những linh hồn đen như cục than. Như vậy tại sao cái hình ảnh đó là cái hình ảnh cụ thể mà chính cha vừa nói, vâng, là trong phần một đó là chỉ là cái tình trạng để là coi như cái linh hồn đó không cảm thấy được cái tình yêu của Thiên Chúa. Vâng. Xin cha giải thích ạ. Cái hình ảnh của lửa nó nói lên cái sự đau đớn khổ sở, nó diễn tả lên một lần nữa là cái ngôn ngữ loài người của chúng ta. Chúng ta bị hạn chế bởi ngôn ngữ, hạn chế bởi vì cái tri thức của chúng ta, cho nên chúng ta dùng những cái lời để chúng ta diễn tả lại về cái sự thật nhá. Diễn tả lên cái cảnh mà một người phải xa lìa Thiên Chúa thì nó khổ đến thế nào. Thế cho nên giáo lý Công giáo khẳng định với chúng ta là không có phải là một nơi chốn, mà nó là một tình trạng. Chị nên nhớ Mạc Khải ở Fatima, Mạc Khải của các thánh ở Juliana chẳng hạn, những Mạc Khải đó là Mạc Khải tư, private revelation, nó là Mạc Khải tư. Còn Mạc Khải chung là Mạc Khải ở trong Kinh Thánh với chính Đức Giêsu Kitô. Mạc Khải chung là những Mạc Khải mà chúng ta phải tin. Mạc Khải tư là những Mạc Khải mà giáo hội công nhận sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở đó, chứ đó không phải là cái điều để bắt buộc chúng ta tin nhá. Ok, đó là cái tình trạng thôi, chị nhớ là như vậy. Anh chị em để ý khi đọc Kinh Thánh cũng vậy. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúng ta cho chị một tràng pháo tay nhá. Tiện đây tôi cũng xin chia sẻ với anh chị em nhá. Nếu chúng ta hiểu mà theo từng câu từng chữ một ấy, chúng ta sẽ bị confused, mình sẽ bị gọi là tẩu hỏa nhập ma. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là ở trong Kinh Thánh, cái người mà viết lại Kinh Thánh là họ dùng những ngôn ngữ thời bấy giờ. Mà anh chị em biết là sách Khởi Nguyên, sách Sáng Thế được viết trước khi Chúa Giêsu sinh ra là khoảng 1440 năm. Cho nên những cái ngôn ngữ thời bây giờ người ta dùng để người ta diễn tả lên cái gì? Thiên Chúa tạo dựng nên trời và đất trong vòng 7 ngày. Thiên Chúa dựng nên ông A Dông và bà Eva. Thiên Chúa dựng nên vườn địa đàng. Chúng ta phải nhìn đến toàn bộ cái bức tranh đó. Cái mục đích của cái người viết muốn nói cái gì? Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên vũ trụ trời đất, trong đó có con người của chúng ta. Thiên Chúa tạo dựng nên cái trật tự trong vũ trụ này. Chứ đừng có hiểu theo từng câu từng chữ. Nếu chúng ta hiểu từng câu chữ thì sẽ có những người thắc mắc bảo như vậy ông A Dông ông có rốn không? Tại vì Thiên Chúa dựng nên mà ông đâu có được người ta sanh ra, người nữ sanh ra đâu. Nếu mà sanh ra thì phải có cái cuống rốn. Ở đây ông được Thiên Chúa dựng nên thì ông có rốn hay không? Có những người đặt câu hỏi như vậy. Mình đừng có hiểu theo từng câu từng chữ một nhé. Mình phải hiểu theo đúng là theo giáo lý và theo Kinh Thánh dạy chúng ta. Còn lại, dạ vâng, mời chị. Thưa cha, con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là hiện giờ con đi tham dự thánh lễ, người lớn và các em bây giờ đó, khi vào tham dự thánh lễ thì chỉ ngồi thôi chứ không có respond, có nghĩa là không chỉ ngồi thôi. Không có tham gia một cách tích cực. Dạ vâng. Rồi giống như vậy có kính sợ Chúa hay không? Và khi người cái xác họ ngồi giống như vậy, linh hồn họ đi đâu? Đó câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là gia đình khuyến khích nên tham dự thánh lễ với nhau. Và khi ngồi chung tham dự thánh lễ với nhau, chồng hoặc con hoặc là những gia đình ngồi chung với nhau, vậy họ cứ im giống như vậy. Rồi vậy con có nên, khi mà giống như vậy thì thấy ngứa tai gai con mắt có phải không? Tại vì cứ ngồi cứ thúc nó hoài. Thì vậy con có nên đi lễ riêng để cho mình không cần phải thấy giống như vậy nữa? Vậy cha cho con lời khuyên. Ok. Cái thứ nhất, cái trả lời câu hỏi thứ nhất của chị là mình đi lễ mà không có respond, không có gọi là tham gia một cách tích cực vô, giống như là cái xác không hồn. Hồn ở đâu thì Chúa biết, sao tôi biết được. Nhưng mà đại khái đó là khi chúng ta đi vào trong tham dự thánh lễ giáo hội, dạy chúng ta là mình phải tham gia một cách tích cực. Có nghĩa là cộng đồng cùng hát, chúng ta hát, họ đứng, họ quỳ, tất cả mọi người chúng ta đều đồng tâm nhất trí với nhau trong tất cả những cử chỉ hành động đó. Dĩ nhiên để có thể tham gia một cách tích cực vào trong các thánh lễ, điều đầu tiên là chúng ta phải học hỏi để hiểu biết về thánh lễ. Ở trên internet anh chị em, ở trên đó có nhiều lắm, anh chị em vào trong đó 40 câu hỏi đáp về thánh lễ, anh chị em chịu khó mở ra đọc đi. Tôi bảo đảm với anh chị em khi mà mình gọi là hiểu được rồi đó thì mình sẽ đi lễ mình cảm thấy là có ý nghĩa hơn. 40 câu hỏi về thánh lễ ở trên Google anh chị em đánh vô trong đó,
rất là nhiều những cái câu trả lời ở trong đó hay lắm nhá. Rồi còn câu thứ hai, chị nói là bây giờ gia đình mà đi như vậy mà cứ phải thúc nhau phải làm kia, thì có nên đi riêng ra hay là không? Thì tôi nghĩ là đi riêng thì chúng ta không nên, nhưng mà chúng ta không nên thúc nhau nữa. Tại sao vậy anh chị em? Là bởi vì mình đã chi trí mà làm cho người đằng sau cũng chi trí luôn. Cho nên cái điều trước tiên mình học, mình hiểu về thánh lễ. Mà nếu giả như con của mình nó đi lễ mà nó không hiểu tiếng Việt, thì tôi nghĩ rằng mình phải chọn lựa một cái khác, là mình nên đem con của mình đến dự lễ tiếng Anh để cho con của mình nó được hiểu về ý nghĩa thánh lễ hơn. Rồi mình có thể mình khuyến khích con của mình là thôi bây giờ mình là người Việt, mình cũng chịu khó đi lễ tiếng Việt, hoặc là mình chịu khó học tiếng Việt. Nhiều khi bây giờ mình đổ tội cho các em là nó không hiểu tiếng Việt. Mình bắt đầu mình đổ tội mà cha không giảng tiếng Anh, nhưng mà nó khổ lắm anh chị em. Không phải linh mục của chúng tôi ai cũng có thể nói được tiếng Anh mà lưu loát. Cho nên giảng tiếng Anh là cực lắm, mà soạn kỹ lắm. Và điều thứ hai nữa là giáo xứ hoặc là cộng đoàn Việt Nam chỉ có trong vòng một tiếng đồng hồ mà bây giờ vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh là cũng rất là khó cho các cha. Cho nên các anh chị là những người trẻ nó chịu khó về nhà nói tiếng Việt với con mình. Mình nói tiếng Việt với là con cái của mình thì nó sẽ hiểu tiếng Việt. Đừng bao giờ nghĩ rằng ồ, nó cứ hỏi lại quát quát xong cái giờ mình nói tiếng Anh với nó thôi. Sai, nó hiểu hết đó. Cho nên chị em chịu khó nói tiếng Việt với các em nhé. Còn nếu mà trường hợp mà mình thấy rằng mình đi lễ mà gia đình của mình ngồi chung với nhau như vậy mà nó không có bình an, thì mình cũng có thể chọn cái giải pháp khác là thôi mỗi người ngồi một chỗ, nhưng mà có giải pháp cuối cùng thôi nhé. The family prays together, stays together. Cầu nguyện với nhau, gia đình sẽ hạnh phúc. Anh chị em biết đi lễ đó, khi gia đình ngồi với nhau đó, nó có lợi lắm. Thứ nhất đó, là khi mình đọc cái kinh án năn tội đó, tôi thú nhận cùng tin Chúa toàn năng và của anh chị em, lúc đó đó chúng ta làm hòa với nhau. Rồi khi chúng ta bắt tay chúc bình an đó, là lúc đó chúng ta đang trao cho nhau những cái bình an, lúc đó là chúng ta cũng đang tha thứ cho nhau đó. Cho nên đi nó lợi lắm. Chứ còn như Việt Nam mình thì các ông ngồi bên, các bà ngồi bên như vậy, tôi thấy nó cũng không có đẹp cho lắm. Gia đình nên đi lễ chung với nhau, đó là lý tưởng nhất nha. Có ai còn câu hỏi khác nào? Dạ vâng, mời chị lên trên này. Tiện đây tôi cũng trong khi chờ đợi chị lên, tôi có một cái điều này là người Việt của chúng ta mình cứ nói là các cha làm lễ dài quá, hơn tiếng. Thực sự ra không có luật nào bảo là làm lễ một tiếng cả. Lý do là bởi vì mình phải xài cái parking, cho nên lễ từ 7 giờ đến 8 giờ xong thì còn một tiếng nữa để mua xe ra người ta vô, chứ không có cái luật nào là bắt làm lễ một tiếng nha. Okay, mời chị. Chào cha. Dạ. Thế cha con có câu hỏi là lúc nãy cha giảng là kính sợ Thiên Chúa thì luật của giáo hội là ăn chay, không được ăn thì, không được ăn, nhưng mà ngày đấy con của con nó còn nhỏ, nó ăn thì nhưng mà nó lại không ăn hết, mà Đức Thánh Cha lại nói là nó phải finish your meal, mà bây giờ bắt nó ăn thì nó khác, sẽ là đánh nó không được, thế thì con tiếc thì con ăn. Như vậy có tội không cha? Và con vẫn kính sợ Thiên Chúa. Cảm ơn chị. Đấy là câu thứ một con còn. Rồi câu thứ hai thì nói nốt đi. Câu thứ hai con không có rõ về ơn toàn xá. Con được biết là ơn toàn xá với ơn đại xá là giống nhau. Giống nhau. Yeah. Nhưng mà khi mà được ơn đại xá như vậy á, thì mình giữ cho mình mà thường thường mình cho hết cho các linh hồn để theo lòng nhân từ của Chúa, Chúa cho các linh hồn nơi được lên thiên đàng. Vâng. Nhưng mà nếu mà mình giữ nó có aspire không cha? Cảm ơn chị. Còn, cha. Cái nữa. Dạ. Nhiều vậy thôi chị ngưng đấy, tôi quên. Câu thứ nhất chị mới hỏi là gì nhỉ? Nói trời này. Ăn chay kiêng thịt. Đó là luật của Chúa hay luật của Hội Thánh? Nếu mà mình ăn chay, mà ví dụ bây giờ ngày hôm nay là thứ tư lễ cho, mà mình quên bén đi mất, mình ngồi mình sơi tô phở xong, okay, đến lúc cái mình sực nhớ, chết rồi hôm nay là ngày thứ tư lễ cho, thế mình có cần phải móc họng để ói ra không? Thưa không? Nhá. Trong trường hợp của chị biết hôm nay là ngày chay, mà bây giờ đó con của chị đã nông hết, gói lại để tủ lạnh ngày mai ăn, đâu có cần thiết phải ăn ngày hôm nay đâu. Để ngày mai nó hư, nếu mà nó còn nhiều á thì là chị để đến chiều cho cháu nó ăn tiếp, còn nếu không á thì
bỏ đi không sao cả. Dạ. Không thì cái đó là một cách thôi nhá. Chứ bây giờ nếu mà lương tâm của chị đối mặt Chúa thì Chúa còn không muốn nó hoang phí như vậy, thôi còn dớt đại không sao. Chúa không có bắt tội mình đâu nhá. Anh chị em đừng có nghĩ rằng Thiên Chúa lúc nào cũng cầm sổ bên cạnh. Thằng này hôm nay nó không giữ chay, cạc một cái. Hôm nay nó không có kiêng thịt, cạc một cái, không có đâu. Thiên Chúa không có khắt khe như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng một cái mưu của trẻ em thì nó không bao nhiêu hết. Thì thôi mình giữ thì mình bỏ đi thôi nhá. Ok. Con cảm ơn cha vậy cũng rồi. Cho con nó hiểu thêm. Dạ vâng. Cái câu thứ hai chị hỏi về ơn đại xá và toàn xá. Vâng, toàn đại xá và toàn xá là giống nhau. Hình như năm ngoái tôi có giải thích cái này rồi. Ơn đại xá là ơn, là một cái đặc ân mà giáo hội cho chúng ta. Nhà, ơn đại xá tha cái hình phạt tạm do tội chúng ta gây ra, chứ không phải là tha tội. Nhớ như vậy. Nhà, ngày lễ các linh hồn, trong suốt tuần lễ, từ ngày mùng 2 tuần đó mà chúng ta đi viếng nghĩa trang, đọc một kinh tiên kính, một kinh lạy cha, kinh kính mừng cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, xưng tội rước lễ, thì được hưởng ơn đại xá. Và ơn đại xá đó phải chuyển cho các linh hồn, trong những ngày đó mình không được giữ nhá. Okay. Còn những cái việc khác mình có thể mình hưởng cái ơn đại xá đó nhá. Mình có thể chuyển hoặc là mình không chuyển. Nhưng mà cái chuyện mà chị nói là có expire hay là không á, thì tôi nghĩ là nó không có ở trong tự điển của thần học nhá. Không có, mình không bao giờ có đủ cả nhá. Bởi vì cái hậu quả của tội là gì anh chị? Cái ơn đại xá là cái ơn gọi là giảm bớt những hình phạt tạm mà ta đáng phải chịu vì những hậu quả do tội gây ra nhá. Chứ không phải là tha tội. Anh chị em nhớ giùm tôi chuyện đó. Tôi không có giờ nhiều để giải thích cái đó ở đây. Nhưng mà chị lên trên internet, chị có thể đánh vào ơn đại xá tha cái gì ở trên, nó có thể giải thích cho chị biết. Vâng, mời chị. Thưa cha, con có một câu hỏi. Nhưng con muốn hỏi cái về cái ơn toàn xá và ơn đại xá. Vì con nghe nói là muốn hưởng được ơn đó thì phải sạch tội. Mà con nghe có một linh mục nói là ai là tuyên bố là người đã sạch hết mọi tội, thì con nghĩ là cái ơn đấy, nếu mà nói như vậy thì không ai được hưởng ơn đó. Còn câu thứ hai của con là có một chị làm việc với con nói rằng chị nghe trong internet là có một cha giảng là làm dấu tay, chị đố con là làm dấu tay trái có được không, con bảo không. Thế chị nói là cha giảng là làm dấu tay trái được, con bảo tại sao làm dấu tay trái được. Chị nói là Việt Nam mình cha nói là hình thức hóa quá. Thế con bảo nếu như người ta không có tay, người ta có thể có một chân, người ta có thể dùng chân làm dấu nếu cũng được. Nhưng mà nếu mà mình nói là mình dấu làm dấu tay trái, ngày xưa con chỉ nói là bé mà con coi là nếu mà làm những người mà đóng phim mà làm dấu tay trái bảo nó là bác đạo mình. Thưa cha, con xin hết. Cái vấn đề trả lời cái câu thứ nhất nói là ơn đại xá và ơn toàn xá. Chị nhắc lại cái đó, ơn toàn xá. Xưng tội sạch tội, ok. Không có ở trong cái gọi là cái quyển cẩm nang về ơn toàn xá đại xá, không có nói là phải sạch tội. Mà điều kiện là gì? Đi xưng tội, rước lễ, đọc kinh, làm cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, chứ không có ở đâu nói là phải sạch tội nhá. Rồi, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà chúng ta làm dấu đó, anh chị em biết là khi mà chúng ta ở trong cùng một cộng đoàn, mình làm cùng với nhau, nó giống nhau. Đạo chính thống giáo người ta làm dấu tay trái đâu có sao đâu. Chính thống giáo cũng là công giáo của mình vậy, họ làm dấu đâu có sao đâu. Không có sao nhá. Cái chuyện mà đừng có nói là nghĩa là người ta phản bác đạo mình, không phải. Cái đó không phải. Chính thống giáo Orthodox họ làm dấu tay trái không có sao cả nhá. Mình làm dấu tay phải được không? Được, tốt. Cái đó là thói quen của người công giáo Việt Nam của chúng ta. Bây giờ làm dấu tay trái được không? Được, không sao cả. Như hồi nãy chị nói đó, ví dụ ông cụt tay phải rồi bị tai nạn chẳng hạn, thì ông làm tay trái đâu có gì đâu là nghịch với đạo đâu nhá. Cho nên cái đó chỉ là những cái hình thức ở bên ngoài. Nhưng mà one voice, one prayer, chúng ta đồng lòng với nhau ở trong thánh lễ, cùng đứng, cùng ngồi, cùng quỳ, cùng làm dấu, cùng thưa với nhau. Sách của Thánh Kinh gì King James Version nó nói là không có địa ngục, chỉ có thiên đàng thôi. Nhưng mà nó có hai cái thiên đàng, và một cái thiên đàng là chỉ chọn được hơn 100 người, với lại thiên đàng với lại cho như là trái đất mình ở. Là cái câu hỏi là tại sao có nghe nhiều người nói là trong đạo mình nó là có địa ngục. Nên nhớ như thế này nhé. Kinh Thánh, đạo công giáo của chúng ta có những cái cuốn gọi là quy điển Thánh Kinh. Mình có tất cả là bao nhiêu cuốn anh chị em?
Mình có một cuốn kinh thánh, ở trong cuốn kinh thánh nó có bao nhiêu quyển nhỏ? 73 cuốn. Ở trong đó Cựu Ước là 46 cuốn, ở trong Tân Ước là 27 cuốn. Anh chị em này dễ nhớ lắm. Ở giáo xứ La Vang của tôi có hướng dẫn anh chị em. Cả cuốn kinh thánh đó 73 cuốn, 7 cộng 3 bằng mấy? Bù. 46 cuốn trong Cựu Ước là mấy? Bù. Chỉ có Tân Ước có Chúa Giêsu hên 9 nút là 27 cuốn, để nhớ nhá. King James hay là những cái cuốn kinh thánh khác của giáo hội Tin Lành, Tin Lành họ không tin là có luyện ngục nhá. Họ tin chỉ có thiên đàng và hỏa ngục mà thôi. Cho nên đó là cái niềm tin khác với đạo Công giáo của chúng ta. Ok. Những cuốn mà của Tin Lành đó, giáo hội không khuyến khích chúng ta đọc, bởi vì họ bỏ những cái khoản, những cái câu đoạn nói về luyện ngục, về vấn đề xin lễ nhá. Cho nên nhờ sách Công giáo của chúng ta đọc, nếu mà chúng ta đọc ở trên Internet thì phải vô trong đó Catholic Bible, nó có King James với lại những kia là của Tin Lành nhá. Cho nên chính vì vậy mà mình đọc cái đó mình sẽ thấy là nó khác với đạo Công giáo. Thưa cha, con theo con được biết là chỉ có những linh mục và phó tế mới có quyền trao mình thánh cho giáo dân. Và khi chúng con nhận lãnh mình thánh Chúa thì thường ngày xưa là bằng miệng, bây giờ con thấy người ta dùng bằng tay. Thưa cha, cái đó có được hay không? Okay. Con xin hết. Rồi, rất là mau nhá. Cái câu mà nói là chỉ có các cha với lại các thầy phó tế mới trao mình thánh, cái đó là sai. Mà những người nào mà được cha sở gọi là tuyển lựa, rồi sau đó qua một khóa đào tạo, được quyền trao mình thánh gọi là extraordinary minister, thì những người đó được quyền trao mình thánh. Có người thì được trao ở trong nhà thờ, có người thì được trao ở trong các bệnh viện. Cho nên cái nói cái chuyện mà bảo là chỉ có linh mục với lại phó tế, cái điều đó không đúng. Điều thứ hai là giáo hội, anh chị em nhớ như thế này, giáo hội dạy chúng ta, cho phép chúng ta, và giám mục ở tại địa phương chính là người đại diện cho giáo hội. Vì thế cho nên giáo hội cho phép chúng ta là được rước lễ bằng tay hoặc là bằng miệng. Cái điều đó không có gì là sai trái cả. Cảm ơn anh. Đừng quên chia sẻ video và nhấn nút đăng ký để theo dõi kênh nhé.